sở hữu ngay một website chọn gói với đầy đủ tính năng để giới thiệu cho dịch vụ sản phẩm kinh doanh trong ngành nghề của bạn. Tặng hosting và tên miền quốc tế 1 năm với mức giá chỉ 1.800.000 đồng. Thiết kế logo theo yêu cầu lên đến 9 demo với giá từ 300.000 đồng. Liên hệ Zalo 0978 106 552 hoặc truy cập ngay website thietkewebchuyen.com để nhận khuyến mãi vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết chứa trong mô tả và comment nổi bật đầu tiên ngay dưới video này. Thêm một stop được Shark Dũng đỡ đầu gọi vốn thành công. Cùng với Tiki, Foodie, Topica, mới đây nhất vé xe rẻ Stop từng được quỹ đầu tư của Shark Dũng rót vốn đã tiếp tục gọi vốn thành công một vòng vốn mới. Theo đó, tại vòng vốn thứ tư, vé xe rẻ đã gọi thành công từ ba nhà đầu tư uy tín ở châu Á là Hua Brothers and Co Ventures, Access Ventures, bên cạnh một nhà đầu tư ẩn danh. Thông tin cụ thể về số tiền đầu tư không được tiết lộ do thỏa thuận bảo mật giữa các bên liên quan. Tuy nhiên, vé xe rẻ cho biết sẽ sử dụng khoản đầu tư này để đạt được các mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2020 và mở rộng qua các phân khúc khác. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư mạnh hơn vào các sản phẩm di động cho khách hàng, nhà xe, tài xế để hỗ trợ tốt hơn cho ngành du lịch và vận tải. Thành lập từ tháng 7, 2013, công ty cổ phần vé xe rẻ là đơn vị đi đầu trong việc cách mạng hóa ngành xe khách Việt Nam với 3 giải pháp chính. Thứ nhất là đặt vé xe trực tuyến cho hành khách. Thứ hai là phần mềm quản lý hiệu quả cho nhà xe BMS, Bus Management System. Và thứ ba là phần mềm hỗ trợ bán vé hiệu quả cho đại lý AMS, Agent Management System. Ngoài các nhà đầu tư trong đợt gọi vốn này, vé xe rẻ cũng đã từng gọi vốn thành công từ Cybergen Capital, quỹ đầu tư rót vốn cho Tiki, Foodie, Topica, Luxstay tại Việt Nam. Bên cạnh đó còn có Pacevive Capital, Spiral Ventures và Bond Angels. Với việc hoàn thành tích hợp gần đây với các sàn thương mại điện tử lớn và các ứng dụng thanh toán di động như Momo, ZaloPay và VNPay, vé xe rẻ đã có sự chuẩn bị cho sự tăng trưởng bền vững trong tương lai gần. Nhiều chuyên gia nhìn nhận cơ hội lớn cho vé xe rẻ còn nằm ở phía trước vì vẫn chỉ có một tỷ lệ nhỏ vé xe khách được đặt trực tuyến. Trong khi đó, nhu cầu vận tải xe khách vẫn tiếp tục được phát triển và ngày càng được thúc đẩy bởi quá trình đô thị hóa nhanh chóng. Trong bối cảnh thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang tăng trưởng vượt bậc với sự cạnh tranh khốc liệt, việc vé xe rẻ gọi vốn thành công từ các nhà đầu tư uy tín trong khu vực đang cho thấy tiềm năng phát triển to lớn của công ty không chỉ tại thị trường nội địa mà còn có khả năng mở rộng ra thị trường quốc tế. Chí Đức Trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.